Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, đó là sự thay đổi ở trên một cái nền nhạc được thể hiện bởi cái máy nâng tiếng mang thương hiệu là TD Acoustic, mã là CB600. Vâng, thì hai cái máy nâng tiếng này về với hai bác khách ở rất là xa, một bác ở anh Tân Đức ở Đồng Tháp và anh Mộng ở Cà Mau. Vâng, đây là hai đơn của hai anh ở phía mạn thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, rất là xa so với công ty Zika Audio ở Hà Nội. Vâng, và hai anh đã xem kênh YouTube Zika Audio và hai anh đã rất là tin tưởng và đặt cho mình hai cái máy nâng tiếng, mỗi anh một chiếc ạ. Vâng, bên em ghép và test kiểm tra chung cho của hai anh trước khi gửi. Vâng, trước tiên thay mặt công ty Zika Audio được cảm ơn anh Mộng và anh Đức nhé. Vâng, thì trước mặt hai anh đi ạ. Vâng, máy nâng tiếng TD Acoustic. Vâng, mã là CB600 đi ạ. Và em đang kết nối hai cái chạy trực tiếp luôn đi ạ. Và đặc biệt là bên em có tặng kèm dây jack kết nối với âm ly anh nhé, hai anh nhé. Vâng, để nói cái dòng máy nâng tiếng TD Acoustic Mana CB600 hiện tại trên thị trường rất là mới, mà được người tiêu dùng rất là chuộng, vì là cái cách xử lý âm nhạc của cái dòng máy nâng tiếng TD Acoustic Mana CB600 rất là tuyệt vời. Mà trên hiện nay trên thị trường không có dòng nào xử lý cái chất âm tốt như cái dòng TD Acoustic ạ. Vâng, và đặc biệt là cái hàng này trên thị trường hầu như là chưa có cái hàng nhái, vì thế các bác yên tâm sử dụng, đây là hàng chính hãng. Và bên em bảo hành cho các bác 1 năm lỡ 1 đổi 1 trong tháng đầu, vì thế các bác yên tâm sử dụng. Vâng, máy nâng tiếng TD Acoustic Mana CB600 có thể hỗ trợ cho những dàn karaoke gồm đẩy, vang, hoặc là những dàn karaoke chỉ có âm ly không thôi ạ. Vâng, hỗ trợ cái giải âm rất tốt, xử lý chi tiết 3 giải âm bass, mid và treble rất là tuyệt vời, giải âm rất là sâu. Đây em thử lại cho các bác nhé. Đây là nhạc, em cho nhạc to lên tí ạ. Vâng, đây là nhạc đi qua máy nâng tiếng đi ạ. Vâng, em thử tắt đi để hai anh so sánh nhé. Vâng, đây là nhạc không đi qua máy nâng tiếng, nghe cái nhạc rất là mỏng, bí tiếng. Rồi em so sánh cho các bác lại đi qua này. Các bác nhớ bật cái chữ bass lên cho em nhé. Đây ạ, đấy ạ, nhạc nó nổi, rất là nổi luôn ạ. Rất là nổi, chúng ta nghe được cái chất âm thật nhất, trung thực nhất, sạch sẽ nhất, được đi qua với cái máy nâng tiếng TD Acoustic mã là CB600. Và bên em có dán tem công ty Zika đưa phía đằng sau thân máy các bác nhé. Các bác yên tâm sử dụng ạ, bên em bảo hành theo hệ thống điện tử. Vâng, em đang kết nối với lại 2 đô la, 1 đô la WeWood mã là VM12 là full bass 30, gồm một bass 30 và một chiếc kèm là 1 đô la lời, bass 25 QSA mã là 4010. Vâng, bên em test rất là cẩn thận trước khi gửi để tránh trường hợp hàng lỗi lầm. Em lại thử nhạc không đi qua đây ạ. Vâng, bác so sánh đi ạ. Vâng, các bác lên đeo tai nghe để so sánh nhá. Và đặc biệt đây là được hỗ trợ xúc điện các bác nhá. Các bác mà có dùng xúc điện, các bác có thể kết nối trực tiếp đằng sau máy nâng tiếng. Và bên góc tay phải đây được thiết kế hai cái đèn nháy rất là đẹp. Vâng, thì đó là cái chất nhạc được trình diễn bởi cái máy nâng tiếng TD Acoustic Mana CB600 của anh Đức và anh Mộng. Vâng, hiện tại hai sản phẩm của hai anh hoạt động rất là ổn định, rất là tốt. Vâng, sau đây em xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho hai anh. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty Zika Audio cả chúc hai anh và gia đình sức khỏe và chúc hai anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.
các bác có vang, các bác cũng có thể kết nối được dưới vang để hỗ trợ cho cái lời ca sĩ hoặc là lời chúng ta hát được bay bổng hơn, có được xử lý bởi hiệu ứng âm nhạc ạ.